Trại Bò Tư Chiến kính chào quý cô chú và anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Trại em tiếp tục nhập về lô bò 3B lỡ mới. Kính mời cô chú anh chị gần xa có dự tính mua nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Hôm nay em nhập về lô bò 3B cực kỳ viếp độ luôn. Em giao hết nguyên cái lô bò 3B này về Củ Chi ạ. Ngày mai em sẽ tiếp tục nhập về lô bò 3B lỡ cứng tháng em sẽ đăng lên cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo à, báo giá công khai chiều cao tháng tuổi cho cô chú anh chị mình ở gần xa cùng nhau tham khảo ạ à. chú khách ở củ chi chốt hết nguyên cái lô bò ba b này lô bò cực kỳ đẹp cực kỳ vip luôn ha cô chú anh chị cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mua nuôi bò được vỗ véo ba b kem pháp mời trực tiếp đến trại em địa chỉ là ở nhuận phú tân mỏ cày bắc bến tre em nhập bò mới về liên tục liên tục mỗi ngày cô chú anh chị gần xa ghé trại em lúc nào cũng có bò mới cực kỳ nhiều bò cho mình cùng nhau hao hồ so đo chọn lựa tất cả bò ở trại em đều là tuyển chọn những con giống tốt Tốt, chất lượng cao đạt chuẩn để gửi đến cô chú anh chị mình mang về phố béo đạt hiệu quả cao nhất con nào con nấy cũng cổ rô dây đôi mông nở xương to chân hẳn móng sò đòn dài tâm tấp luôn bao tật lỗi bao ship cho cô chú anh chị gần xa cô chú anh chị có nhu cầu mua nuôi bò đực vỗ béo ba b kem pháp cứ nhắc máy alo số điện thoại em mà là có bò liền cho cô chú anh chị à. lúc nào cũng có bò mới về cho cô chú anh chị cùng giao thao hồ so đo chọn lựa tiêu chí của trại em là luôn tuyển chọn những chú bò giống đạt chất lượng cao để gửi đến cô chú anh chị tất à. cả bò đều dai đôi đít phè dai lép cổ lãi là em không bắt về trại em bắt về toàn bộ những chú bò 3B đạt chuẩn cao để gửi đến cô chú anh chị hẹn gặp cô chú anh chị những clip bò sau ạ à.